em đi làm xa thì một năm thì chỉ về tầm 1 đến 2 lần. Hoàn cảnh thì vừa xa bố mẹ, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ mà gia đình rất khó khăn. Tuy hoàn cảnh khó khăn như thế nhưng em đã vượt qua được mọi cái khó khăn trong cuộc sống và làm một người chị gái trong gia đình, chị cả. Làm một lớp trưởng của lớp, đứng đầu lớp, lúc nào em cũng phải gương mẫu so với các bạn và luôn luôn ngồi học, chăm chỉ học bài, và thành tích học tập của em lúc nào cũng đứng đầu của lớp. Học được nhưng mà vì nhà quá nghèo ấy, bố mẹ thì ở nhà ấy thì làm lụng chật vật ấy, vay tiền để mua rừng thông ấy, thì là thông bé nghe cơn bão nó đổ hết khổ thân cháu, nên là coi như là số tiền thì coi như chẳng được, thì là cháu vẫn cứ lợ lan. Bố cháu vừa rồi đi làm thì lại chẳng may cái số nó không già gì, cái mảnh sứ nó rơi xuống lại cắt mất cái mất ba cái gân chân này. Thế là nó mới dậy lên cái đầu gối này, thì là coi như là phải lại phải mổ hút cái dịch ở đầu gối ra, nên là bố cháu phải nghỉ mất mấy tháng. Trước cái hoàn cảnh khó khăn của em Trà My thì đối với chính quyền xã và bên nhà trường thì bên chính quyền xã cũng thường xuyên liên hệ với bên nhà trường là có những biện pháp hỗ trợ đối với những em My, hoặc là đối với tất cả những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em My chẳng hạn, cũng đã được hưởng thụ rất nhiều cái chính sách đãi ngộ của từ phía nhà nước hỗ trợ đối với các em học sinh học tại khu vực vùng sâu vùng xa, ví dụ như học hỗ trợ chi phí học tập, đồ dùng học tập và những chế độ đãi ngộ khác. Năm nay là đúng là 60 rồi. Nói chung ra là kể mà bây giờ thì tuổi của tôi này bây giờ là nhà này đấy, nhưng mà nghĩ thương con thương cháu là phải khổ đấy, nhà cháu thì vẫn như thế này ấy, thì nghĩ nó khổ lắm, phải bảo cố gắng đi. Thế bảo các con, khuyên các con, một các con cố đi, mỗi người chịu khổ một tí đi thì là mình coi như vượt qua được. Đi làm ăn xa, bây giờ cháu rất nhớ bố mẹ, cháu mong bố mẹ cháu làm được nhiều tiền về trả hết nợ ngân hàng, về ở với cháu. Lúc nhớ bố mẹ quá thì cháu sẽ, nếu có thể mẹ cháu thì cháu sẽ gọi điện cho mẹ, nói chuyện với mẹ, nói chuyện với bố, rồi nói là bố mẹ làm được nhiều tiền, gửi tiền về trả nợ ngân hàng, về rồi lại được sống trong một gia đình hạnh phúc. Ngày hôm nay, Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của nhà tài trợ Tân Hiệp Phát sẽ trao tặng 20 triệu đồng cho 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Động. Hy vọng với phần quà nhỏ này, các em sẽ có thêm sự động viên, sự cố gắng để tiếp tục trên con đường tới trường.
Vẫn còn đó nhiều học trò nghèo phải từ biệt con đường đến trường. Vẫn còn đó những thầy cô giáo còn nhiều gian nan. Nhiều lắm những ngôi trường thiếu thốn. Cùng em đến trường, nơi sẻ chia, gửi gắm nỗi niềm con đường học tập của những học trò nghèo, thầy cô giáo nhiệt huyết với nghề. Cùng em đến trường, cầu nối mọi tấm lòng chia sẻ, nâng bước các em đến trường. Hãy chung tay vì những học trò nghèo. Mọi thông tin đồng hành, hỗ trợ xin gửi về chương trình Cùng Em Đến Trường, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền Hình Việt Nam. Số tài khoản 1020-10002-585-585. Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.